Ukraine có thể mắc kẹt tại nồi hầm Rabotino. Nga gia cố phòng tuyến lửa, tính gây bất ngờ chiến thuật cho Ukraine. Tổng thống Zelensky cách chức tư lệnh phòng vệ lãnh thổ Ukraine. Phòng không Nga bắn hạ UAV Ukraine trên vùng Belgorod. UAV Nga đang đến, không quân Ukraine phát cảnh báo khẩn. Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi Thời sự quốc tế, được phát sóng hàng ngày trên kênh YouTube Thế giới nghiêng. Vừa rồi là những thông tin chính sẽ có trong chương trình, còn bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, dẫn lời lãnh đạo phong trào chúng tôi sát cánh cùng nước Nga, ông Vladimir Rogov cho biết, khi thời tiết tại Ukraine chuyển sang mùa thu, toàn bộ cụm lực lượng Ukraine tại hướng tấn công Rabotino có thể mắc kẹt do công tác hậu cần và luân chuyển lực lượng khó khăn dưới làn hỏa lực của quân đội Nga. Bộ chỉ huy lực lượng vũ trang Ukraine nhận thấy khả năng xảy ra một kịch bản tiêu cực như vậy trên toàn tuyến chiến đấu ở khu vực Rabotino. Để tránh rơi vào nồi hầm, Ukraine đang nỗ lực mở rộng khu vực đầu cầu theo hai hướng, nhắm tới các khu định cư Kopani và Novoprokopovka. Tuy nhiên, các nỗ lực tấn công của Ukraine tới nay vẫn chưa đạt được bất kỳ kết quả nào. Trước việc các mũi tiến công của quân đội Nga đang dần áp sát thành phố chiến lược Kupiansk, quân đội Ukraine đang tăng cường việc xây dựng các tuyến phòng thủ thành phố. Chỉ huy biệt đội BAS-9 của Nga thông báo với hãng thông tấn RIA Novosti rằng sức mạnh của họ đã cạn. Cuộc tấn công mùa hè rút cạn nguồn lực của Ukraine. Đồng thời, ông cũng cho biết nỗ lực luân chuyển lực lượng và tăng quân của lực lượng vũ trang Ukraine. Tuy nhiên, không quân và pháo binh Nga đang làm việc hiệu quả, khiến phía Ukraine bị thiệt hại nặng. Trong khi đó, các mũi tiến công của Nga vẫn đang tiến lên chậm rãi. Theo lời chuyên gia quân sự vùng Lugansk, ông Andrei Marocho, lực lượng phòng thủ Ukraine đang chịu những thiệt hại đáng kể. Tuy nhiên, các chỉ huy mặt trận Ukraine vẫn bị cấm rời chiến tuyến. Chuyên gia Andrei Marocho nhận định, trong các hoạt động phòng thủ và phản công linh hoạt tại các khu định cư Novoselovskoy, Sinkovka, Petropapovka, lực lượng vũ trang Nga đã đột nhập được một phần vào hệ thống phòng thủ và chiếm được một số vị trí của Ukraine. Còn tại mặt trận Zaporizhia, Ukraine đã thất bại trong 3 chiến dịch tấn công và chiếm giữ nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia. Lãnh đạo Tổng cục Tình báo Ukraine, ông Kirill Budanov đã thừa nhận điều này trong một cuộc phỏng vấn. Nỗ lực đầu tiên được phía Ukraine thực hiện vào tháng 8 năm 2022. Lực lượng đặc biệt Ukraine tìm cách tạo đầu cầu để tấn công và đánh chiếm bờ trái. Để làm được điều này, họ băng qua hồ chứa Kakovsko gần Enerkoda trên thuyền cao tốc, nhưng cuối cùng họ phải rút lui. Hàng trăm binh sĩ Ukraine đã tham gia thêm 2 nỗ lực đổ bộ lên bờ trái sông Donetsk gần nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia. Khi quân Ukraine cố gắng đổ bộ vào bờ, quân Nga đã điều động các thiết bị hạng nặng, bao gồm cả xe tăng, để đáp ứng, ngay sau đó đối phương phải rút lui. Mới đây, Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISPK nhận định, các lực lượng Nga đã tăng cường giải mìn tại khu vực định cư Rabotino, Vebove và đang cố gắng kìm chân lực lượng Ukraine ở các khu vực tiền tuyến phía tây tỉnh Zaporizhia. Theo các nguồn tin trên hiện trường, binh sĩ Nga đã bắt đầu giải lại các quả mìn ở những khu vực mà công binh Ukraine đã giả phá trước đó nhằm tạo ra bất ngờ chiến thuật cho đối thủ. Nga đã dành nhiều tháng để lập hệ thống phòng thủ nhiều lớp, chuẩn bị đối phó chiến dịch phản công của Ukraine. Một trong những lớp phòng thủ gây trở ngại lớn nhất cho cuộc phản công của Ukraine hiện nay là những bãi mìn dày đặc. Theo đánh giá của giới phân tích, Nga đã tạo ra bãi mìn lớn nhất thế giới, dọc chiến tuyến trải dài hơn 1.200 km ở Ukraine. Lượng mìn khổng lồ này kết hợp với việc bố trí và sử dụng chiến lược các bẫy mìn sát thương gây ra thách thức chưa từng có đối với nỗ lực phản công của Kiev, ngay cả khi Ukraine được trang bị xe tăng, xe chiến đấu bộ binh hiện đại của phương Tây. Ukraine đã mất rất nhiều thời gian để gỡ mìn và tìm cách vượt qua những phòng tuyến lửa này để tạo đà phản công. Việc Nga giả mìn trở lại ở những khu vực này có thể khiến đối phương mất cảnh giác và rơi vào bẫy của Moscow. Vừa qua, Tổng thống Zelensky đã cách chức tướng Ihor Tansura, tư lệnh phòng vệ lãnh thổ, lực lượng quan trọng trong nỗ lực đối phó chiến dịch của Nga. Giới chức Ukraine vừa công bố sắc lệnh do Tổng thống Volodymyr Zelensky phê duyệt, trong đó miễn nhiệm tướng Igor Tanstura khỏi vị trí tư lệnh lực lượng phòng vệ lãnh thổ và bổ nhiệm tướng Anatoly Baralevich làm người thay thế. Lý do dẫn tới quyết định này không được tiết lộ. Bộ Quốc phòng Ukraine từng mô tả tướng Tanstura là sĩ quan giàu kinh nghiệm, từng là tham mưu trưởng lục quân Ukraine. Trong khi đó, tướng Baralevich là tham mưu trưởng cánh quân tác chiến ở hướng đông Ukraine, một trong những mặt trận căng thẳng nhất kể từ đầu chiến sự. Theo tờ RIA Novosti đưa tin, Bộ Quốc phòng Nga hôm 9 tháng 10 cho biết các hệ thống phòng không Nga đã bắn hạ một UAV của Ukraine trên khu vực Belgorod.
Ngày 9 tháng 10 vào khoảng 20 giờ, tức 0 giờ ngày 10 tháng 10 theo giờ Việt Nam, nỗ lực của chính quyền Kiev nhằm thực hiện một cuộc tấn công bằng UAV vào các mục tiêu trên lãnh thổ Liên bang Nga đã bị ngăn chặn. Bộ Quốc phòng Nga cho biết hệ thống phòng không làm nhiệm vụ đã phá hủy một UAV của Ukraine trên khu vực Belgorod. Vào tối ngày 9 tháng 10, không quân Ukraine báo cáo các mối đe dọa về việc lực lượng Nga sẽ tiến hành các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào miền nam Ukraine. Không quân Ukraine đã đăng thông báo khẩn trên Telegram rằng họ đã phát hiện và theo dõi chuyển động của các UAV Nga từ Biển Đen nhằm hướng tới Odessa và Mykolaiv, hướng có thể thay đổi. Cảnh báo với người dân hãy tìm nơi trú ẩn nếu cảnh báo không kích được thông báo. Cảnh báo không kích được ban hành ở vùng Mykolaiv và Kherson. Bộ Quốc phòng Nga mới đây thông báo họ đã nhận được 6 tiêm kích MiG-35S thuộc lô sản xuất hàng loạt đầu tiên. Đơn đặt hàng được thực hiện vào năm 2018, tức là phải mất 5 năm để sản xuất một lô nhỏ máy bay chiến đấu. MiG-35S là một phiên bản hiện đại hóa khác dựa trên MiG-29. Chuyến bay đầu tiên của nó diễn ra vào năm 2017. Đồng thời, chiếc máy bay này của Nga được coi là một cỗ máy để xuất khẩu, khi lực lượng hàng không vũ trụ Nga không mấy quan tâm. Nhìn chung trong suốt 10 năm qua, Moscow đã đặt cược vào máy bay từ cục thiết kế Sukhoi, nơi nhận đơn đặt hàng với số lượng cả trăm chiếc Su-30, Su-34, Su-35 và hiện đại hóa Su-27 cũ. Hiện tại, những trung đoàn không quân vận hành MiG-29 tại Nga đã đổi sang sử dụng Su-30 hoặc Su-35. Đơn đặt hàng 6 chiếc MiG-35S cho lực lượng không quân vào cuối những năm 2010. Liên bang Nga phải cố gắng tạo tiếng tăm cho máy bay để xuất khẩu. Nhưng kết quả là không có bất cứ đơn hàng nào thành hiện thực, và trong suốt thời gian qua, chưa một khách hàng nào đặt niềm tin vào chiếc máy bay chiến đấu được quảng cáo rầm rộ này. Máy bay được tích hợp sẵn tổ hợp tác chiến điện tử, động cơ RD-33 cũng được cập nhật, đi kèm với số hóa một phần hệ thống và tích hợp vũ khí mới, bao gồm cả khả năng tấn công mục tiêu mặt đất. Lực lượng phòng vệ Israel IDF ngày 9 tháng 10 thông báo, các máy bay quân sự nước này đã tiến hành các cuộc không kích nhằm vào hàng loạt mục tiêu của lực lượng Hamas ở dải Gaza. Theo thông báo của lực lượng IDF cho biết, trong suốt 24 giờ qua, các máy bay của không quân Israel đã thực hiện các cuộc tấn công trên diện rộng dọc theo dải Gaza, làm suy yếu lực lượng Hamas. Chỉ trong 3 giờ, hàng chục máy bay đã tấn công khoảng 130 mục tiêu. Lực lượng phòng vệ Israel sau đó cho biết, hàng chục máy bay chiến đấu đã tấn công một số mục tiêu ở khu vực Al-Fakan tại Gaza. Khu vực này đóng vai trò là trung tâm của tổ chức Hamas ở dải Gaza, nơi tiến hành nhiều hoạt động chống lại Israel kể cả trong 2 ngày qua. Trong một tuyên bố cùng ngày, Bộ trưởng Quốc phòng Israel, ông Yoav Gallant, lệnh phong tỏa hoàn toàn dải Gaza, bao gồm việc cấm thực phẩm và nhiên liệu. Máy bay chiến đấu, trực thăng và pháo binh của Israel đã tấn công hơn 500 mục tiêu của Hamas và nhóm thanh chiến Hồi giáo ở Gaza, bao gồm các trung tâm chỉ huy và nhà của quan chức cấp cao Hamas, Ruhi Mazda, người được cho là đã giúp chỉ đạo cuộc tấn công vào Israel. Hamas ngày 9 tháng 10 được cho là đã bắn một loạt rocket về phía khu định cư của Israel ở Jerusalem. Có ít nhất 9 người đã bị thương vong trong vụ phóng rocket. Các video được đăng tải lên mạng xã hội cho thấy tình trạng hoảng loạn khi có báo động không kích vang lên. Hôm 9 tháng 10, Tổng thống Joe Biden cho biết, ngoài 11 công dân Mỹ thiệt mạng, Mỹ tin rằng có khả năng công dân nước này cũng nằm trong số những người bị Hamas bắt làm con tin. Ông Biden nhấn mạnh, đối với những công dân Mỹ đang ở Israel, Bộ Ngoại giao Mỹ đang cung cấp hỗ trợ lãnh sự cũng như cập nhật cảnh báo an ninh. Đối với những người muốn rời đi, các chuyến bay thương mại và những lựa chọn mặt đất cũng sẵn sàng dưới sự hướng dẫn của chính quyền địa phương. Tổng thống Biden cho biết ông đã chỉ đạo quan chức Nhà Trắng làm việc với những người đồng cấp Israel về mọi khía cạnh của tình hình liên quan đến những người bị bắt làm con tin, bao gồm chia sẻ thông tin tình báo và triển khai các chuyên gia từ chính phủ Mỹ để hỗ trợ. Ông Biden cũng nói thêm, các cơ quan cảnh sát trên khắp nước Mỹ đã tăng cường an ninh xung quanh trung tâm sinh hoạt của người Do Thái. Ngày 9 tháng 10, Nhà Trắng thông báo Mỹ không có ý định đưa quân tới Israel sau các cuộc tấn công kinh hoàng của Hamas vào Israel cuối tuần qua. Người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ, ông John Kirby cho biết, Tổng thống Joe Biden sẽ luôn đảm bảo rằng Mỹ đang bảo vệ các lợi ích an ninh quốc gia của mình ở bất cứ nơi nào có những lợi ích đó. Ông Kirby cho biết thêm, đợt hỗ trợ an ninh bổ sung đầu tiên của Mỹ cho Israel để đối phó với các cuộc tấn công đã được tiến hành vào tối 9 tháng 10. Đồng thời, ông nhấn mạnh rằng Mỹ sẽ tiếp tục sát cánh cùng người dân Israel trong thời điểm khủng hoảng này. Người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ cũng cho biết, chính phủ Mỹ không tích cực xem xét việc sơ tán khẩn cấp công dân nước này ở Israel. Trong cuộc phỏng vấn hôm 9 tháng 10, khi được hỏi về khả năng quay lại ghế Chủ tịch Hạ viện Mỹ, ông Kevin McCarthy để ngỏ khả năng trở lại vị trí cũ sau khi ông bị lật đổ một tuần trước.
Hạ viện Mỹ tuần trước đã bỏ phiếu thông qua việc bãi nhiệm cựu chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy, trong đó 208 nghị sĩ Dân Chủ, 8 nghị sĩ Cộng Hòa bỏ phiếu ủng hộ phế truất ông McCarthy, 210 hạ nghị sĩ bỏ phiếu chống. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử Mỹ một chủ tịch Hạ viện bị bãi nhiệm. Nhiệm kỳ của ông McCarthy mới kéo dài khoảng 9 tháng. Đảng Cộng Hòa ở Hạ viện đang tích cực tìm người kế nhiệm ông McCarthy. Tuy nhiên, giới quan sát nhận định đây là một quá trình không hề dễ dàng. Sức ép chọn chủ tịch Hạ viện tăng lên ở Đảng Cộng Hòa sau khi xung đột giữa Israel và lực lượng Hamas bùng phát. Việc lựa chọn lãnh đạo mới cho Hạ viện sẽ liên quan đến các khoản viện trợ của Mỹ dành cho Israel. Vừa rồi là những thông tin mới nhất về tình hình thế giới mà chúng tôi muốn gửi tới quý vị trong ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã theo dõi kênh YouTube Thế Giới Nghiêng. Xin chào và hẹn gặp lại!